ở Sài Gòn tới tận 33 năm vậy mà đây là lần đầu tiên tôi được vô chợ Bến Thành ăn á. Mà thật sự là lúa không chừa phần cho thiên hạ lúa luôn á. Đó giờ tôi có nghĩ chợ Bến Thành á là chỉ bán quà lưu niệm cho mấy khách Tây thôi. Vậy mà bây giờ mới bước vô mới biết là ở chợ Bến Thành nó cũng bán giống như biết bao nhiêu cái chợ khác. Có luôn cả một cái khu ẩm thực ta nói siêu to lớn với nhiều món ăn độc lạ hấp dẫn luôn, bảo đảm vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi. Có điều là em chưa kịp ngồi ăn mà mấy chị bắt khách làm em hơi rén. Ta nói bụng mỏ, bà Phương Oanh vẫn còn lơ ngơ lóng ngóng chưa biết ăn cái món gì thì hai ba chị em tới ngồi lên đi. Cái em với bà Phương Oanh sợ quá em ngồi đại luôn, nhưng mà kêu đại thôi cũng ngon nha. Mà mấy cái quán này thật sự rất là lợi hại nha, một chiếc quán nhỏ xíu mà bán được tới 4-5 món luôn. Nào là bánh canh, hủ tiếu, bún thịt nướng, bún bò đều bán được hết, mà giá thành cũng hợp lý, ăn cũng rất là ok, nên mọi người cứ khỏi lo, cứ vô quán nào ăn đại quán nào cũng ngon hết á. Mà nay cũng yên tâm là sẽ không bị chặt chém đâu, có sẵn số điện thoại ban quản lý chợ, hàng nào mà chặt chém các bạn cứ gọi điện thoại xuống là mấy chú giải quyết liền, nên yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Cái khúc qua hàng chè này mới mắc cười là bụng mở gọi một phần chè đậu xanh đánh, ta nói ăn nó mặn mặn vì nó là lạ mà ăn cũng rất là ngon. Cái định hỏi bà chủ quán là hết công thức bí truyền của quán cô là bán món chè phải dặn cái hậu nó mặn mặn vậy mới ngon đúng không cô, nhưng không, bà nói là cô nấu lộn, cô nêm lộn muối á. Thật sự lúc này thì tôi bàng hoàng luôn, không biết nói gì thêm, nhưng mà cái muối này nó ngon thiệt.